Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video phụ tùng phụ kiện của điện máy Bình Sơn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một chi tiết lắp cho máy cắt cỏ, và đó chính là phần đầu bò này. Đây cũng là một chi tiết với mức độ cường độ làm việc cực kỳ và dày, và sử dụng trong thời gian dài thì dẫn đến cái tình trạng là bị hư hao hoặc gãy hỏng thì không thể tránh khỏi được. Và một vấn đề nữa là đặt ra là khi các bạn sử dụng những cái chiếc đầu bò hàng chính hãng thì quá giá thành thì cực kỳ cao, và đối với đại đa số thu nhập của bà con ta thì khó có thể tiếp cận được. Còn khi các bạn sử dụng những chiếc đầu bò tàu hàng trôi nổi trên thị trường thì có chất lượng thì cực kỳ kém, sử dụng chỉ cần dăm bữa nửa tháng thôi thì thường hay những cái tình trạng như bị trượt phần bánh răng quả dứa này, hoặc là bị gãy, gây nguy hiểm cho người sử dụng. Và để giải quyết những vấn đề trên thì mình sẽ có một giải pháp khác dành riêng cho các bạn, đó chính là đầu bò Mori đến được sản xuất tại Đài Loan. Về phần đầu bò này thì sẽ có hai thông số để các bạn lựa chọn, là 28 ti vuông hoặc là 28 chín khía. Tiếp theo sau đây là đến phần cấu tạo thì phần đầu, như các bạn đã thấy thì đầu bò này được làm cực kỳ dày dặn và chắc chắn này. Phần thành này làm dày 4 ly này. Tiếp theo là phần gù này thì được làm cái dạng khía này, giúp tăng độ cứng cho phần gù này. Và trên phần gù này sẽ có một con ốc này giúp các bạn bơm mỡ bò để các bạn bảo trì bảo dưỡng phần bánh răng quả dứa, giúp cho đầu bò vận hành được ổn định và trơn tru hơn này. Và đi kèm theo phần đầu bò này thì có phần thớt giữ dao này, đầu tiên là phần thớt lồi này, phần thớt trong này thì được làm cực kỳ dày dặn này, và phần áo ngoài thì được bao một lớp này, giúp tránh cái tình trạng là khi các bạn sử dụng cỏ sẽ không vướng mắc của phần gen này. Và về phần thớt trong này thì được làm cực kỳ dày dặn và chắc chắn này, phần ngoài thì được bao tròn này, phần ngoài được bao tròn này, giúp khắc phục cái tình trạng là khi các bạn sử dụng thì cỏ sẽ không vướng mắc vào cái phần gen và dây giảm hiệu suất khi làm việc. Thì tiếp theo là phần thớt lồi thì cũng làm cực kỳ dày, thớt lồi này làm dày chắc phải 6 ly ấy. Và tiếp đến là một phần vô cùng quan trọng, đó là phần chén lồi này. Chén lồi có tác dụng là giúp bảo vệ phần ốc, giúp bảo vệ phần ốc này, tránh cái phần ốc này tiếp xúc trực tiếp với mặt đất và gây ra cái tình trạng để bị mòn những cái phần khía gen này. Về phần ốc, và cuối cùng là đến phần ốc giữ này thì được làm với hệ số là gen 13 và là ốc trái, ốc gen ngược. Phần trong của phần ốc này thì được phủ một lớp cao su này, giúp cho các bạn khi siết mâm cước hoặc là dao sẽ siết được chặt hơn và tránh cái tình trạng là ốc rơi khi trong quá trình sử dụng, gây nguy hiểm cho người dùng. Và sau đây mình sẽ quay video chi tiết để các bạn đánh giá được kỹ hơn về chất lượng của sản phẩm. Nếu bạn có nhu cầu hãy cập nhật thông tin dưới phần mô tả, hãy like và subscribe kênh để đón chờ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.